Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Phải chăng sự sung sướng của người dân trước các biến cố chính trị là mầm họa của dân tộc? Ngày 16 tháng 3, AFA Tiếng Việt đăng bài bình luận của blogger viết từ Sài Gòn với tựa đề Phản ứng của người dân trước chuyện lãnh đạo mất ghế. Theo lời kể của tác giả, thời Việt Nam Cộng Hòa, ba chương trình cải cách kinh tế, chính trị và văn hóa của Thủ tướng Tổng thống Ngô Đình Diệm gồm dinh điền, trù mật và áp chiến lược đều thất bại điều này khiến ông Diệm mang ít nhiều tai tiếng và bị thế lực thầy chùa việt cộng công kích dẫn đến đảo chính năm 1963. Cuộc đảo chính khiến cho hầu hết người dân đều thấy buồn và đau lòng. Tác giả so sánh thời Việt Nam Cộng Hòa mỗi lần có chính biến là một lần dân thấy buồn và lo, còn bây giờ thời cộng sản hình như vấn đề chính biến lại thành trò mua vui của người dân. Vì sao? Và đây là hình bài bình luận trên RFA. Tác giả cho rằng vì lãnh đạo hoàn toàn không được dân bầu mà là sự sắp đặt chính trị, có tính áp đặt, việc đi bầu chỉ để đảm bảo hình thức dân chủ. Hiếm có đất nước nào mà người dân phải liên tục biến thành một tập thể diễn viên quần chúng để cùng với nhà lãnh đạo diễn vở kịch dân chủ thông qua bầu cử. Tác giả nhận xét, điều đáng nói là người Việt có tìm hiểu và sử dụng Internet để hiểu biết về dân chủ, tiến bộ, nhưng lại không muốn hành động hoặc có khuynh hướng chống lại dân chủ. Bởi không ít người biết có một thứ quyền lợi cho họ còn cao hơn cả dân chủ, đó là quyền lợi đỏ. Và một khi nắm được quyền lợi đỏ trong tay, thì mọi thứ phải vượt trên dân chủ, đạp trên dân chủ mà hưởng thụ. Tác giả đánh giá điều này vô hình trung đã phơi bày trước mắt nhân dân hàng triệu thứ bẩn thiểu, hèn hạ, xấu xa và tội ác. Người dân chỉ có một lựa chọn duy nhất là nhắm mắt làm ngơ nếu muốn tiếp tục sống yên ổn. Và đây là hình trò bầu cử giả tạo ở Việt Nam nhu cầu yên ổn là một tiếng gọi sâu thẳm của hầu hết người dân, bởi họ thừa biết rằng nếu thẳng thắn nói ra nỗi bất bình thì cái giá phải trả quá lớn. Chọn im lặng như một cửa sinh trước thời đại có quá nhiều hung thần và tử thần. Nhưng tác giả nhận xét, khi người dân càng tỏ ra thấp cổ bé họng, thì nhà lãnh đạo từ cấp trung ương đến cấp địa phương càng tỏ ra hống hách, coi thường dân và sẵn sàng cầm roi vụt vào phẩm hạnh của nhân dân một cách lạnh lùng không ngại coi mình là bậc thánh nhân trước đám dân đen. Chính vì những mâu thuẫn mang tính căn cốt và kinh niên của dân tộc này mà mối quan hệ giữa lãnh đạo với nhân dân chưa bao giờ nhạt nhẽo, khô khan, tệ hại như bây giờ. Tác giả bình luận, khi người dân nghe có chính biến từ vụ lãnh đạo bị bệnh, lãnh đạo bị mất ghế cho đến lãnh đạo bị bắt, đều tạo ra những làn sóng vỗ tay ngắm ngầm trong nhân dân. Mà đáng nói ở đây là, ngay cả nhóm dân được hưởng thụ môi móc từ lợi ích nhóm cũng vỗ tay. Vì sao lại có chuyện kỳ cục như vậy? Và đây là hình chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Tác giả phân tích, họ vốn rành rõ nhau, hiểu nhau và thấy được sự bẩn thiểu của nhau. Họ cùng ngồi chung mâm thịt, cùng tôn trọng luật chơi trong việc gấp thịt, uống rượu. Họ kiên nể nhau vì tránh tình trạng mâm thịt bị hất đổ, nhưng họ coi khinh nhau, thậm chí thù hận nhau vì út ức kẻ quá nhiều nạt, người toàn mở với gân và xương. Sự thù hận sinh ra từ miếng ăn rất ghê gớm, nhưng lại rất chí thiết khi miếng ăn chưa bị hớt đổ. Một khi chí thiết có dấu súng đạn và dao găm trong túi quần của những kẻ ngồi chung mâm, và khi cần thiết, theo tác giả, họ ngã về phía quần chúng nhân dân ngay tức thì, một mặt để cho thấy rằng mình trong sạch, mặt khác để có đà, có thể mà trù dập, vỗ tay trên cái chết của đồng bọn, đồng minh, đồng chí. Theo tác giả, khi đồng đoán chủ tịch Võ Văn Thưởng sẽ bị mất ghế do liên quan đến vụ án tập đoàn Phúc Sơn, lại một lần nữa khiến cho nhân dân mở cờ trong bụng. Chính vì nỗi trống rỗng và vô vọng về một nền chính trị tốt đẹp cũng như một lãnh đạo tốt đẹp mà hầu như mọi người dân hoặc lãnh cảm hoặc là sung sướng trước mọi biến cố chính trị tại Việt Nam. Và đáng sợ hơn, tác giả nhấn mạnh, có lẽ sự sung sướng do các biến cố chính trị gây nên cũng là mối hỏa lâu dài cho dân tộc khi hầu như người ta đã trơ lì để nhìn điều đó. Có thể nói rằng, chưa bao giờ quốc gia, dân tộc trở nên khốn đốn như bây giờ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Phải chăng sự sung sướng của người dân trước các biến cố chính trị là mầm họa của dân tộc? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sân khấu chính trị Ba Đình lại xáo trộn. Ngày 16 tháng 3, blog Hoàng Trường trên VOA tiếng Việt có bài bình luận Hoàng gia Hà Lan hoãn thăm Việt Nam liên quan gì đến cuộc đốt lò ở Thượng Tầng. Tác giả trích dẫn Facebook Lê Nguyễn Hương Trà ngày 15 tháng 3 viết rằng câu lạc bộ Quảng Ngãi từng quen thuộc với người ham mộ khi tham gia điều đặn tại các giải hạng nhất, thì quốc gia này vừa có ngôi sao nộp đơn xin giải nghệ. Nít nem thăng đằng bình luận ngay lập tức, về sớm vui thú điền viên cũng được thôi, đoàn đảng đi lên có nắm được gì đâu, liên tiếp nữa càng nguy hiểm cho đất nước, dân túy thay vì kỹ trị. Và đây là hình bài trên blog Hoàng Trường VOA. Tác giả cho biết, Hương Trà, tức cô gái Độ Long, cách đây hơn một năm, cũng là Facebooker từng báo tin đương kim chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, bí danh là 7 Phúc, bây giờ sắp mất chức. Facebook cá nhân này hồi đó viết, căng thẳng và kịch tính đến tận những phút cuối cùng. Ngôi sao câu lạc bộ bóng đá Quảng Nam, cầu thủ số 7, tức 7 Phúc, đã bị rút thẻ đỏ trúc quyền thi đấu. Anh chuẩn bị rời sân, chấm dứt sự nghiệp cầu thủ nhà nghệ. Theo tác giả, Tin giật gân lần này vẫn do cô gái ấy đưa ra, nhưng lại nói về câu lạc bộ Quảng Ngãi, địa danh nơi ông thưởng làm bí thư tỉnh ủy một thời. Tác giả nhận xét, tin này còn có thể dự đoán phần nào qua tiết lộ của Hoàng gia Vương quốc Hà Lan. Chuyến đi thăm cấp nhà nước của cặp đôi Hoàng gia Hà Lan tới Việt Nam bất ngờ bị hoãn vài ngày trước khi bắt đầu, theo yêu cầu của chính quyền Việt Nam. Tác giả bình luận, nếu ông thưởng phải bỏ ngang sự nghiệp, thì đây là một câu chuyện vô tiền khoáng hậu, có thể xáo trộm sân khấu chính trị ba địch. Và đây là hình chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ là nguyên thủ tại vị ngắn nhất. Hiển nhiên, hơn 800 tờ báo do nhà nước nuôi và hàng trăm trang mạng do nhà nước ghép đều chưa được lệnh của trưởng ban tuyên giáo trung ương bật đèn xanh cho đưa tin này. Tác giả cho rằng, chuyện về chủ tịch thưởng lan truyền sau cái hôm trên bầu trời Hà Nội cùng lúc xuất hiện hai mặt trời là chuyện xưa nay chưa thể có. Các già làng ở thủ đô Phán Hiện tượng thiên nhiên ấy báo hiệu đất nước không thể có hai vua, cho nên một trong hai mặt trời sẽ rụng sớm. Cùng lúc, phiên họp ở Tiểu ban nhân sự Đại hội thứ 14 do tổng trọng chủ trì có thể phát hiện ra một vài dấu hiệu lạ, đó là tổng bí thư đã truyền đạt chỉ thị mới. Từ nay, cấp ủy nào đề cử ai vào trung ương thì cấp ủy ấy sẽ chịu trách nhiệm, chứ không phải là đại hội đảng theo như điều lệ quy định trước nay. Tác giả cảm thán đêm dài còn lắm mộng. Liệu chỉ thị và lời răng đe trên có liên quan gì đến tin đồn về Võ Văn Thưởng, đệ tử ruột của ông Trọng có thể mất chức hay không? Và đây là hình ông Nguyễn Phú Trọng thất thần, đau đầu với các đệ tử ruột của ông. Tin rò rỉ tại cuộc họp nói trên, tất cả đã thảo luận sâu sắc và nhất trí khuyên giải. Trên thực tế là đã ép Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phải làm đơn xin thôi tất cả các chức vụ đang giữ. Tác giả đánh giá, nếu tin đồn là đúng, ông Võ Văn Thưởng sẽ được trung ương, và Bộ Chính trị dành cho một đặc ân là nói lời tiễn biệt trước khi rời chính trường. Chờ đến lúc ấy, hy vọng sẽ có nhiều thông tin hơn. Tin về Võ Văn Thưởng lan truyền giữa lúc vỡ kịch Vạn Thịnh Phát chưa đến hồi cao trào, mặc dầu vậy rất nhiều các đồng chí trong đóng rơm vẫn run sợ. Tác giả Mỹ Mai, từ Trương Mỹ Lan, Phan Quốc Việt đến Nguyễn Xuân Phúc, rồi nay là Võ Văn Thưởng, cho thấy tham nhũng đã cào bằng các giai tầng trong xã hội. Từ cô gái trình độ trung học hay doanh nhân thường thường bậc trung lên đến các loại nguyên thủ quốc gia, tham nhũng thực tế đã chui sâu, leo cao vào mọi ngóc ngách của hệ thống cầm quyền. Cuộc đấu tranh giữa các phe nhóm lợi ích đã biến thành các cuộc thanh toán nhau có màu sắc mafia. Người dân lẫn các đảng viên bình thường hiện nay đều nhận chân được tham nhũng có tính đảng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Sân khấu chính trị Ba Đình lại xáo trộn. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.